đang 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 bắt đầu quay này. Rồi đầu tiên chúng ta vào stack blitz này, chúng ta vào cái project của mình đây. Thầy chưa Ở chia đây sẻ màn hình thế, sẽ xem màn hình này. à chưa xem màn hình này. Ngồi từ sáng rồi đau hết cái đít. Đây nhá, các bạn vào stack blitz của lớp mình này, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tải cái project này xuống. Cái này nó khá là nhẹ thôi. Đây, được chưa? Cái gì mà đã có một với hai rồi vậy? Tôi tí tôi xem tôi tải ở đâu nữa rồi mà lại có một có hai này. Đâu nhỉ? Angular. Muốn sao lắm từng video này. Đây Angular đây. Rồi, đây. Chúng ta giải nén cái thư mục chúng ta vừa tải ra nhé. Đây ạ. Bây giờ sau đấy tôi sẽ tạo ra một cái mở một cái cửa sổ Finder mới, cái cửa sổ quản lý thư mục mới. Tôi vào trong cái chỗ để quản lý các cái project của mình nhá. Đây Angular đây, lớp 03 đây. Tôi xóa sử nó cái này đi. Được chưa? Tôi sẽ tạo ra một cái thư mục mới ở đây là Angular. À, quên nhập, tôi tạo ra một cái project mới trong này. Mở cái này ra bằng CMD. Đây. Chúng ta sẽ có là ng cách new cách Angular từ PT14303 trừ ứng dụng. Yes đi. Enter. Đấy, và chúng ta chờ một chút để nó tải hết các cái thư viện về cho mình đã. Thư viện và version thì có thể là sử dụng version sau. Nhưng mà sửa code thì chúng ta vẫn giữ cái bản mà chúng ta đang làm trên stack blitz các bạn nhé. Chờ một chút vậy. Các bạn cũng cùng thời đồng thời làm cùng với tôi đi. Để chúng ta cùng đẩy lên để tiết kiệm thời gian. Đầu tiên là tải cái project từ trên stack blitz về này. Sau đó giải nén ra. Tiếp theo chúng ta tạo một cái project của Angular mới. Để cho nó cài xong đi. Rồi, trong thời gian chờ đợi thì tôi sẽ up cái video của lớp kia lên. Cái lớp tôi vừa phải chửi bới chúng nó. Có mỗi cái việc đẩy lên Firebase thôi mà cũng không biết làm. Chịu. Ui đấy, hôm nọ tải trên stack bit về chạy local gần chết, ngồi Ông bảo fit cũng hay trời. tôi mới bảo là đến kiểu dạng không làm được cái kiểu đấy ấy. Cái kiểu mà chạy chạy thẳng project từ stack blitz ấy thì mình mới phải dùng đến cái mưu hèn kế bẩn là phải làm cái cách này. Em chạy cái trực tiếp đấy có còn lỗi đùng tùm lum. Cách này là mẹ cái cách mà cool nhất rồi. Em mất đúng 6 tiếng đồng hồ từ từ chiều hôm đấy, thầy bảo ngồi viết đúng đúng đến tầm 1 giờ đêm, 1 giờ đêm. Thằng Đạo mấy nữa có thời gian thì nghiên cứu cái DevOps nhé, à quên nhầm cái Docker nhé. Cái đấy là cái gì thầy, Tôi cho cái tên rồi thì đi search đi. như thầy cũng phải nói qua nó làm cái gì em biết đi. Để tạo môi trường phát triển. Cái đấy sau này đi làm nó cực kỳ quan trọng. Này này. Sau đó dành thời gian mà chia sẻ với bạn. Chấm lại điểm thầy ơi, chấm Cái lại gì? điểm không thầy, chấm lại điểm Từ không từ, từ từ, đẩy lên trên Firebase đã rồi chấm. em đẩy Đi rồi, đâu? Rồi ok, từ 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 đã. em gửi link luôn dưới nhé, Gửi lại ở trong ấy đi. Gửi ở trong trong cái file đi. Gửi được mà. à Nó vâng. sẽ mát ở đấy là nộp muộn thôi chứ có sao đâu.
Em ơi thầy, trong cái Angular này cái Ionic là cái gì hả thầy? Ionic á? Vâng. À, Ionic nó là một cái framework của cái thằng Angular để giúp mình làm các cái ứng dụng của mobile nhá. Tức là code Vâng. JavaScript nó, sau đó là mình build nó ra cái app Android hoặc iOS đấy. Vâng. Được chưa? Đây tôi đã tạo ra thành công một cái project của lớp mình mới rồi nhá. Trong này mới tinh tình, chẳng có cái vẹo gì đâu. Được chưa? Các bạn tiếp tục này. Tiếp theo các bạn xóa cho tôi cái thư mục app này đi. Xóa cái thư mục app ở trong cái project mới đi. Và chúng ta sẽ copy cái thư mục app ở trong cái project tải về từ thằng Stackblit phang vào đấy. Đây, thư mục app này copy này. Copy. Và chúng ta sang bên này chúng ta paste vào. Được chưa? Paste vào đây. Ok chưa? Tôi sẽ xem một tí cái app component này xem là nó như nào. Để tôi mở cái project ra. Angular này, 03 này, open này. Đây tôi sẽ mở cái này ra. App này. App component này. Đây các bạn thấy này. Do cái app component của chúng ta cái thời gian đầu chúng ta nghịch ấy, chúng ta sửa cái selector của nó thành my app. Được ạ? Nhưng mà cái file index này là của thằng Angular nó sinh ra mới thì cái selector mặc định của nó là app root. Thì bây giờ chúng ta copy cái app root này, chúng ta ném vào trong cái app component TS. Nó sửa cái selector của nó đi. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ mở terminal lên chúng ta chạy lại xem nó có chạy được cái project này không. Đây. Ng cách s cách trừ trừ o. Không cho vào. Đấy, để mình test xem là cái project của mình chạy nó có ổn không. Lỗi rồi. Đây, những lỗi gì đây? Ủa, nhiều thế. Để xem nào. Error này, property address not do not exist on Thai hotel form component. Đây là cái gì đây? Address invalid. Address Train Validator, cái này tôi chưa làm xong, cái này là do lỗi của tôi hôm trước, tôi chưa làm xong, thì tạm thời chúng ta xóa mấy cái lỗi này đi. Rồi ok xong nhá, bây giờ nó sẽ chạy lên cái project này, thì bây giờ các bạn sẽ thấy là cái project của tôi nó đã chạy được rồi đúng không ạ? Bây giờ các bạn test lại bài của mình đi, xem có bạn nào bị lỗi không thì chúng ta cùng sửa luôn. Các bạn làm đi. Chuyển cái thư mục app ở trong cái stack blitz sang cái một cái project mới và bật cho nó lên cho nó chạy. Xong chưa? Được chưa? Chạy được chưa? Cường béo chạy được chưa? Cường béo. Rồi. À trước em đợt đấy em đẩy lên trước rồi. À đẩy lên Firebase rồi gì? Hả? Em đẩy lên rồi. Ok, thế còn bạn nào chưa đẩy được lên mà làm lại thì có kịp không? Có theo kịp không? Rồi ok, coi như không trả lời là kịp rồi.
Rồi bây giờ tôi sẽ thầy ơi. Hả? Đang làm ạ, chưa, nó chưa chạy xong nữa. Ok. Chờ tí nha các bạn khác, chờ một tí nhá. Chạy lên. Tôi thấy tỷ lệ các bạn đẩy lên Fanpage ít quá nên hôm nay tôi phải dừng lại để tôi làm cái việc này. Được rồi, em được rồi, em càng được rồi. Xong hết rồi gì? Hoàn xong chưa Hoàn ơi? Được, em xong rồi ạ. Ok. Bây giờ chúng ta mở thêm một cái terminal nữa nhá. Chúng ta gõ theo tôi này, npm cách y cách trừ g cách Fanpage trừ tool được chưa? Npm cách y cách trừ g cách Fanpage trừ tool tool của SC nhá. Ông enter xuống để cài đặt vào. Rồi tôi cài xong rồi nhá. Cái tool này ấy, nó sẽ giúp chúng ta đẩy cái sửa code của mình lên trên Fanpage. Được chưa? Bây giờ chúng ta tiếp tục này. Để đẩy được cái sửa code của chúng ta lên Fanpage ấy thì chúng ta không phải đẩy cả cái project chúng ta đang code lên đâu, mà chúng ta phải build nó ra. Build nó ra thì nó có lợi ích gì? Cái thứ nhất là khi build ra ấy, thì toàn bộ những cái code thư viện hay các cái code quan trọng ấy thì nó sẽ được nén nó vào, nó được minify nó vào. Thì cái project của chúng ta sẽ còn rất là nhẹ. Được chưa? Ví dụ nhá. Ví dụ cái project, toàn bộ cái project của chúng ta, tôi xem nó nặng bao nhiêu. Get info này. Các bạn sẽ thấy ở đây là đang calculate đây. Chờ tí nó đang calculate. Calculate xong rồi chúng ta sẽ biết là nó bao nhiêu. Chắc chắn nó sẽ rất là nặng. Đây. Nó rơi vào tầm 568 MB. Được chưa? Nó rất là nặng. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải build nó ra. Phải build cái project này ra. Và chúng ta sẽ xem là sau khi build xong nó nặng bao nhiêu. Chúng ta gõ theo tôi nhé. Ở trong cái command line thứ hai á. Ng cách build cách trừ trừ product PROD nhé. Enter xuống. Đấy, nó sẽ compile. Nó nén hết vào. Đúng thế. Rồi ok. Qua sẽ thấy là sau khi build xong thì nó sẽ xuất hiện thêm một cái thư mục disk ở đây nữa. Trong thư mục disk này là Angular PT 14303 chữ UD đúng không ạ? Thì đây tôi sẽ mở cái thư mục ra. Đây thư mục disk đây. Tôi sẽ xem là trong cái thư mục disk này nó nặng bao nhiêu mê. Đây các bạn sẽ thấy là nó chỉ còn là 647 kilobit. Thấy không? Nó còn cực kỳ nhẹ luôn. Đây lên 983 kilobit. À đâu? 823 kilobit là chốt. Được chưa? Từ 500 mê xuống còn chưa được 1 mê. Được chưa?
Và trong 823 kilobit này nó chứa tất cả các circuit của chúng ta. Đó, nó rất là nhẹ nhàng. Thì bây giờ các bạn build được chưa? Build chưa? Cài Firebase này, sau đó là build vào này, build cái project này. Được chưa? Tiếp theo nhá. Nếu không ai nói gì chúng ta sẽ sang phần tiếp luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục gõ như sau ở trong cái CMD ấy. Tiếp tục là xin lỗi các bạn một chút, chúng ta sẽ vào cái trang này. Chúng ta sẽ vào cái trang là firebase.google.com. firebase.google.com, sau đó chúng ta đăng nhập vào bằng cái tài khoản của chúng ta. Chúng ta xác định đẩy lên bằng cái project nào thì chúng ta đăng nhập bằng cái tài khoản đấy. Ví dụ như tôi sẽ đăng nhập bằng tài khoản là thiện.th@fpt.edu.vn. Được chưa? Đăng nhập vào. Sau đó chúng ta sẽ chọn là get started. Tôi tạo ra một cái project mới. Ở đây. Project này tên là pt14303-UD. Đây là Angular đây. UD. You are to break away from project limit. Rồi ok, vẫn còn được. Rồi. Tạo ra. Sau đó là continue. Select account. Default. Create project. Tốt nhất là chúng ta nên tạo project ở trên Firebase này trước khi đẩy code lên. Rồi ok xong. Continue. Đấy, thế là chúng ta đã có cái project Firebase rồi. Được chưa? Sau khi tạo ra project Firebase, chúng ta sẽ làm tiếp các công việc như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn là Firebase login. Đó là Firebase login. Bởi vì do tôi đã login vào trong cái Firebase ở trong cái máy này rồi cho nên nó sẽ ra là already login. S thiện TH như kìa. Bây giờ tôi sẽ log out ra để cho chúng ta thấy là chúng ta đồng bộ với nhau. Firebase cách log out này. Rồi ok, tôi log out rồi. Bây giờ tôi log in lại. Đây log in lại thì các bạn sẽ thấy nó hỏi là allow Firebase to collect CLI use and error report. Được chưa? Chúng ta chọn yes. Sau khi chúng ta chọn xong thì nó sẽ bật ra cái màn hình login của Google như này. Chúng ta chọn cái tài khoản mà các bạn nãy tạo project ở trong cái Firebase này. Đó. Rồi ok, tôi cho phép. Succeed. Bây giờ tôi login succeed xong nó sẽ báo là succeed login s.th@fpt.edu.vn. Dạ. Đó, thế là xong. Việc login. Sau đó chúng ta gõ tiếp là Firebase cách init. Chúng ta chọn cái xuống cái hosting này. Chọn đến hosting chúng ta không phải enter nhé. Chúng ta bấm dấu cách để cho nó chọn cái hosting configure and deploy Firebase hosting site. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành enter xuống. Ở đây nó sẽ lại có hai lựa chọn nữa. Một lựa chọn là create new a project hoặc là use an existing project. Cái này là cái sử dụng một cái project đã có sẵn rồi, còn cái này là tạo ra một cái project mới. Được chưa? Còn ở đây là chúng ta sẽ sử dụng cái exist project bởi vì chúng ta vừa mới tạo project kia rồi. Ở đây chúng ta có một cái là Angular PT14303 ứng dụng. Chúng ta chọn vào đây enter. What do you want to use
add your public directory. Thì ở đây chúng ta điền cái gì? Chúng ta sẽ điền cái đường dẫn dist.angularpt1403.3 trừ ứng dụng vào, tức là chúng ta tẩy toàn bộ nội dung sửa code ở trong cái thư mục này vào, được chưa? Thì tôi sẽ dùng là dist.angular-pt1403.3 trừ ứng dụng, rewrite no tiếp. Bây giờ nó sẽ lắp vào một, và cuối cùng chúng ta sẽ chọn là gõ là Firebase, clear đi đã, clear Firebase cách deploy, để chúng ta đẩy cái code ở trong cái thư mục này lên trên cái Firebase kia. Đấy, như này đẩy thành công là deploy complete này. Sau đó chúng ta có một cái hosting URL như này, chúng ta bấm vào link, command click open. Đây, cái project của tôi nó đã được đưa lên trên Firebase và nó có thể truy cập vào bằng đường dẫn web, đường dẫn của web.app. Đấy là cái việc deploy code lên, được chưa? Thế vậy thì nếu mà như lần sau chúng ta có update gì code chúng ta muốn đẩy lên thì làm nào? Ví dụ như project của tôi đang rất xấu, tôi chưa có cái CSS gì cả, được chưa? Nếu như trong trường hợp mà bây giờ tôi sẽ tiếp tục tôi cài thêm cái Bootstrap và tôi áp dụng Bootstrap vào trong cái project này thì tôi sẽ làm như nào? Thì sẽ làm như sau. Tôi Ctrl C ở cái việc serve đi. Tôi gõ như sau: npm cách y cách Bootstrap. Tôi cài cái Bootstrap vào trong cái project này. Rồi ok, tôi đã cài xong Bootstrap. Bây giờ tôi sẽ sửa cái Angular JSON này, sửa cái phần style này để tôi có thể là sử dụng cái Bootstrap. Thì tôi sẽ viết đây là node trừ module sửa Bootstrap sửa this sửa CSS sửa Bootstrap sửa admin chấm CSS này xong, và tôi serve lại cái project này. Rồi, chúng ta sẽ vào trong cái project của chúng ta 4200 reload. Chúng ta thấy cái code, cái giao diện của chúng ta đã khác rồi đúng không ạ? Đúng chưa? Hay thậm chí là tôi sẽ tiến hành là mở cái app Hotel List component này ra. Tôi tiến hành tạo ra một cái table ở đây thay cho cái URLi rất là xấu kia. Tôi có như sau: div container này, table class table to strip it th thì là id, thì là name, là logo, để là address, ví dụ vậy. Ở dưới tbody tôi có tr, trong cái tr này thì tôi có cái ng4 này, bây giờ ng4 trong tr có td này thì là hotel.id, hotel.name, hotel.logo, mà cái này ở trong img, src. src bằng hotel.logo. Logo of class có width tầm class img cách img fui dạ và td hotel.address. ok, chạy xem nào. Đây nó như này dạ, còn cái đoạn phía trên này tôi sẽ bỏ nó đi.
cái router link create thì tôi sẽ đưa lên trên đây. Và chúng ta sẽ có cái class này nào. À, đây. Cái thiện TH gì gì đây tôi quăng xử đi. À, cái thiện TH đấy nó ở trong chỗ này đúng không? Đây vứt đi này đi. Rồi, đây. Và ở trong các cái đống này thì nó là các cái thẻ CD. Ví dụ như là thẻ A này. Này là router link. Đây là một cái mảng. Không có những đường dẫn gì nhỉ? Đây detail này, add hotel, edit hotel, tôi sẽ làm cái edit. Đây, đây là edit hotel này. Đây là hotel.id này. Đây chúng ta có class. Đây là sửa. Đó, thì cái giao diện của tôi sẽ tạm thời trông nó sẽ như này. Dạ. Và bây giờ tôi muốn đẩy cái, tức là tôi cái giao diện của tôi và cái web của tôi hiện tại nó đã khác rất là nhiều so với cái lúc đầu rồi. Dạ, bây giờ tôi muốn đẩy nó lên trên thằng Firebase này. Đây các bạn sẽ thấy là Firebase nó chẳng thay đổi mẹ gì cả. Dạ, bây giờ tôi muốn đẩy nó lên Firebase thì tôi làm nào? Rất là dễ thôi. Tôi lại làm lại những cái việc vừa rồi, trừ cái việc init ra. Tôi sẽ cái thứ nhất là tôi sẽ build. Đây, tôi sẽ build lại cái project này. Để cho nó cập nhật code vào trong cái thư mục disk. Build lại là nó tự ghi đè lên thầy. Đúng rồi, nó sẽ ghi đè lên nội dung ở trong cái disk kia. Đó, nó ghi đè lại nội dung khác đúng không ạ? Nó chưa xong hẳn đâu. Chờ một chút. Đấy, build xong. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là deploy lại. Firebase deploy. Rồi xong. Và ở cái này. Này chúng ta có thể reload. Và bây giờ nó đã giống y hệt những cái gì ở cái máy của chúng ta vừa làm. Được chưa? Tức là các bạn khi các bạn thay đổi code ở trong sửa code của mình ấy, mà muốn lên trên này nó thay đổi, tức là chúng ta đã làm xong việc rồi, chúng ta mới đẩy lên nhá, chứ đừng đang làm dở dang mà đẩy lên. Thì chúng ta sẽ tiến hành là code xong này, build lại và deploy lại lên một lần nữa thì cái sửa code của chúng ta nó sẽ chạy được ở trên cái đường dẫn của Firebase. Được chưa? Thì đấy là cái công việc chúng ta tiến hành deploy cái sửa code của mình lên trên Firebase. Bây giờ các bạn tiến hành làm nhá. Và tôi sẽ chờ các bạn để xem có bạn nào gặp vấn đề gì không theo kịp phần nào hoặc là bị sai ở đâu thì tôi sẽ support tiếp. Được chưa? Giờ làm đi, tôi sẽ xóa vào, tôi xóa bớt các cái project ở trong Firebase của tôi đi, nó nhiều quá. Đấy, hackathon demo đây này, từ tận lúc nào rồi. Thế lần trước thầy sẽ bảo cái Firebase này. Ờ đấy, đợt đấy như là định bảo thằng Cường cái đất gì ấy. Hôm nay em anh Cường làm mãi cũng được đâu. Chào ai hướng dẫn khiếp ngồi, hai anh em ngồi mò. Nếu chết. Đây 3353 đây. Web 27 đây. Xóa bớt đi. Nhưng mà nếu nào phía bây thì chắc lại phải tạo server thì nhỉ? Không, không phải tạo server nữa. Cái này là online database mà, server gì? Nhưng mà mấy cái hàm get bot thì lấy ở đâu ra? Đó có server làm chứ. Đấy, thằng này lập server luôn. Thằng này à? Ừ. Nó có sẵn API rồi mà, mình chỉ việc gọi lên thôi. Đợt trước các ông tôi quên mất không bảo các ông dùng thằng mốc API. Ngu thật.
2312 web mẹ gì, xong tôi làm gì ở trong này? Tôi chẳng hiểu tôi làm cái gì ở trong với cái project này. Và em ơi thầy, rồi. Em đẩy cổ, em đẩy lên local ấy. Những cái get list class của em nó lỗi nhưng mà nó vẫn chạy thì sao thầy? Là sao? Đâu, trong nói cái gì nó dễ hiểu hơn đi. Trong cái terminal ấy nó hiện error nhưng mà trên local nó vẫn chạy là sao? Terminal hiện error nhưng mà trong error. Local vẫn chạy. Vâng, vẫn hiện được. Xem màn hình đi. Ôi đau lưng quá. Ừ. Đây này. Trong cái terminal của em nó lỗi cái list class. Kéo hẳn lên, kéo rộng lên. Từ từ đã nha. This class. Class component.ts property get list class this on file class service. Em mở cái file em cứ control kích vào cái src app class class component ấy ở dưới cái terminal ấy. Cái dòng màu xanh đầu tiên ấy, cái dòng màu xanh dưới ấy. Đây. Đấy, chúng em báo get list class lỗi kìa. Em mở cái class service ra nào. Em không có cái hàm get list class đúng không? Đúng rồi. Đây, thì là của em thiếu. Em phải viết bổ sung cái hàm đấy vào. À, vâng vâng. Được chưa? Vâng vâng. Chắc chắn một chỗ nào đấy nó sẽ chết. Em không có get list nào. Viết bổ sung cái đấy vào nha. Vâng. Để hết lên nha các bạn nha. Có ai bị lỗi thì báo tiếp nhá. Chúng ta chờ nhau để làm cái phần này. Cố gắng xong sớm mấy assignment đi, tôi cho chúng ta thi thử luôn. Thế em bị lỗi này nó không lên ạ. Share đi xem nào. Vâng.
Đâu, lỗi gì? Em áp ra rồi, em chạy lên nhưng mà nó lại không lên. Can resolve on parameter. Cái này như sáng tôi gặp rồi nhưng tôi cũng không chữa được, thì sao ạ? Cái này em đang làm như nào đấy? Dạ, em đang thực hiện tải... cái như nào? Thì em vẫn tải về xong em áp vào bình thường thôi, nhưng mà đây là project mới em... mới phải. Em đã tải mới. Vâng. Mới mà bị lỗi này. Vâng. Chưa hiểu. Cái lỗi này để sao lại em rồi vẫn bị. Cái project của thầy làm lúc đấy là thầy chưa dùng nhiều mấy rồi thầy. Chứ project bọn em làm, bọn em dùng bao nhiêu thư viện lên xong về nó lỗi tùm lum hết luôn. Lỗi này hôm qua em dùng project cũ là bị lỗi này. À, có khả năng làm thiếu thư viện đúng không? Em có cài thêm thư viện gì không? Không ạ, em có cài thêm cái gì đó. Đấy, nó có cài thêm gì đâu. Gửi cho tôi cái project của em xem nào. Cái project trên Stack Blitz của em ấy. Vâng, vâng. Gửi qua đâu thầy? Gửi cái đường dẫn sang đây để tôi tải xuống. Vâng. Ngủ hết. Chờ gì nhá. Đúng không? Vứt cái video này lên đây phát. Rồi đây. Video của hôm nay đây là thầy. Hôm nay nào? Hôm nay này. Đây là video của ca trước. Hôm nay tôi đã dạy công đâu mà đòi có video. Lát nữa dạy xong thì úp sớm rồi nha. Không. Up thì nó cũng phải có thời gian, nhưng phải cố gắng thì mới up lên được chứ. Không phải lúc nào muốn lên được đâu. Task này. Ở đây vào cái FRC này. Up này. Trường ID. Copy này. Pet xuống này. Rồi chờ chút nhé, để tôi xem chúng ta đang có vấn đề gì chúng ta. Index này. App root đúng rồi. App component đây này. Sai đây này. Đang build lại nhé. Chào.
compile succeed này. Đây đây. Đứa nào nhỉ? Em là ông ạ. Vâng. Đây tôi chạy cái gì? Đây bài em nuôi đúng không? Để em làm thử lại. Đây nhá, của em tôi chỉ sửa mỗi cái này thôi. Đây này, sửa cái ở cái index ấy, nó có cái selector là uproot này. Nhìn thấy không? Vâng vâng. Xong rồi ở trong app component của em nó cũng cái selector lúc nãy là my app. Bây giờ tôi sửa lại thành uproot cho nó chuẩn, thế là xong. Được. Em cũng sửa lại rồi nhưng mà không biết tại sao. Em để em làm thử. Chịu. Ca này khó. Tôi có sửa thêm gì đâu. Bây giờ thử lại nhá. Vâng, để em thử lại. Lớp này chẳng biết là buổi chứ bao nhiêu nữa. Ôi lớp này đã được đến cái buổi thứ 12 rồi này. Xong hết rồi. Buổi 12. Đây là lớp trước đúng không thầy? Khoảng hoạt động này đúng không thầy? Ừ. Lớp này đang quay gì? Lấy sức đâu mà thì em là buổi học cơ. Buổi lớp này á? Lớp này tí tôi xem buổi bao nhiêu rồi. Chờ tí nhé. Đây xem lớp này. Lớp này còn nhiều lắm, lớp này giờ mới đến buổi thứ 10 rồi. Đây, đến buổi thứ 10 thật đấy. À đâu, hôm nay 19 là buổi hôm nay của chúng ta, buổi thứ 11. Còn chán cái thi yên tâm. Sao còn ai bị lỗi nữa không? Đẩy lên được chưa? Các Thánh. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một phần nữa. Là chúng ta sẽ tiến hành cài cắm một vài cái thư viện mà cần thiết để chúng ta có thể sử dụng nó ở trong cái project này. Dạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài cái thư viện đầu tiên, cũng là cái thư viện mà nó phổ biến nhất của thằng Angular này. Đó là cái ng bootstrap. Đây, ng bootstrap.
Được chưa? Chúng ta tiến hành cài cắm cái thằng này vào. Thì cái ng bootstrap này ấy, thì nó giống như là phần JavaScript, những cái tính năng ví dụ như model này, rồi thì alert, hay là những cái đây này, navigation đây đấy, hay là những cái rating đấy, cộng trừ sao này, plus là những cái thông báo đấy, example đây, đây những cái plus dạng như này, được chưa? Hay là date picker, nó thì chọn ngày tháng năm như này đây, select today này, hoặc chọn một cái ngày bất kỳ, được chưa? Để chúng ta có thể xây dựng ra cái giao diện của chúng ta nó đa dạng hơn rất là nhiều. Thì bây giờ đến với cái việc cài cắm đi. Cài cắm thì chúng ta chọn installation. Thì đây installation thì đây nó recommend, we strongly recommend using Angular CLI for setting up a new project. If you are using Angular lớn hơn 9.0 and ng bootstrap lớn hơn 6.0 thì you have to, bạn cần phải cài cái Angular localize polyfill. Dạ. Thì chúng ta gõ cái lệnh này lại vào trong cái command line. Tôi sẽ sang cái terminal ra. Đây. Ng add Angular localize. Cái này để làm đa ngôn ngữ đúng không nhỉ? Đạo ơi. Không phải. Không phải à? Không biết. Ngôn ngữ là cái ng translate. Ngx translate. Không biết. Logline này như kiểu nó lấy ra ngày tháng năm tại hiện tại hay sao? Không nhớ lắm. Và cái bootstrap này vứt cái link vào file index.html là được mà thầy. Cài làm gì nó khổ. Đâu? Tôi đố em làm được cái model đấy. Đây là thư viện mà nó khác mà. Đây là người ta tạo ra nhiều cái hay ho hơn. Không phải nhiều cái hay ho hơn, nó vẫn là những cái cũ thôi. Nhưng mà bởi vì thằng bootstrap mà bootstrap cũ ấy, thằng bootstrap gì hết ấy, thì nếu các em dùng CSS thì nó thì không sao nhá, tức là không ảnh hưởng đến project của mình. Nhưng mà nếu mà các em dùng bootstrap JS, tức là nó chạy những cái model rồi chạy những cái date picker các thứ các kiểu ấy, thì nó sẽ phải yêu cầu các em cài thêm tải thêm cái jQuery vào, hiểu không? Mà chính thằng jQuery thì bây giờ chúng ta nó có một cái bộ này là dành cho Angular thì chúng ta cứ dùng thôi, hiểu chưa? Nhưng mà sao em dùng, em chỉ dùng cái link mà em vẫn dùng được cái vẫn dùng được cái model. Thì mày đang dùng cái link chơi nha, vào bootstrap này, get bootstrap đúng không? Đây, em download này. Thế này em dùng cái link này đúng không? Vâng, em gán luôn cái sự kiện bật bootstrap vào cái button luôn rồi. Thế em là sao? Ai bảo là không dùng được đâu, vẫn dùng được, nhưng mà web của em sẽ chậm hơn so với các web khác mà build bằng native như này, hiểu chưa? Vâng. Vì sao những cái thằng front end nó sinh ra? Bởi vì nó không muốn dùng jQuery nữa. Đấy cũng là một trong những cái lý do mà người ta phát triển cái hệ thống này, hiểu chưa? Rồi tiếp theo nhá, add cái Angular localize này. Tiếp theo chúng ta sẽ tải nó vào, đưa nó vào, thì chúng ta có npm cách install cách ng bootstrap, sược ng bootstrap, được chưa? Làm y như người ta. Hướng dẫn ra sao thì mình cứ phang thế. Rồi xong, cài xong ng bootstrap này. Tiếp theo mình cập nhật cái file này là file nào? File app module, được chưa? Thì mình import cái ngb module vào trong cái file app module của mình. Đây src app này, app module này. Đây import thêm cái này vào đây, ngb module, và đưa cái ngb module vào trong phần import. Đây, vẫn lên đầu luôn. Dạ. Ngb module này. Ngb module ở dưới này. Đây nha, cái này và cái này. Đưa vào. Các bạn cài đặt và setup vào đi.
để cho thì mời không nhá. Tiếp theo gì đây, tiếp theo nữa là chúng ta hoàn toàn đây alternative YouTube only import đây. Nếu mà chúng ta import cái NGB module này vào á thì chúng ta được phép dùng hết tất cả các cái tính năng của thằng Bootstrap, nhưng nó sẽ nặng hơn một chút. Còn nếu không ấy, chúng ta dùng cái nào chúng ta phang cái đấy vào. Được chưa? Thế là xong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dùng cái module đi. Dạ, tôi muốn dùng module trong cái project. Dạ. Thì vậy tôi sẽ làm nào. Chúng ta vào phần code. Thì đây chúng ta có cái template của nó như này, cái HTML của cái module nó trông như này. Dạ. Và code của thằng TS nó như này. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ đi copy cái đống này ném vào. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Tôi sẽ mở cái file hotel list ra. Đây hotel list component này. Dạ. Tôi sẽ đi copy toàn bộ cái code của thằng này đưa vào trong, vứt xuống dưới chân. Hết nhầm. Đây. Vẫn chưa hết à? Đây. Copy cái này. Module basic HTML đây. Tôi vứt xuống dưới chân này. Dạ. Được đây. Xong nhá. Tiếp theo, module basic thì chúng ta, cái thứ nhất là chúng ta import cái NGB module và module dismiss reason từ thằng NG Bootstrap. Thì chúng ta sẽ mở cái TS của nó ra, chúng ta vứt vào đây NGB model và model dismiss reason. Tiếp theo chúng ta ở trong cái file constructor ấy, ở đây chọn cái close result này, cứ làm theo yêu cầu nhá, rồi chúng ta sẽ sửa những cái không cần thiết sau. Close result này, private model service NGB model này. Đây. Private model service bằng NGB model. Chúng ta có hàm open và hàm dismiss reason. Copy cả hai cái hàm này. Đưa xuống dưới này. Được chưa? Lưu xuống. Và bây giờ chúng ta chạy cái project của mình. Đây, list đây, launch demo model. Lên chưa? Được chưa? Xếp xuống. Được chưa? Hoặc là tắt nó đi. Dạ, đấy, nó sẽ bật tắt được. Thì bây giờ chúng ta sẽ ngồi chúng ta phân tích xem là ở trong này nó có cái mẹo gì. Dạ. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở ngoài cái HTML ấy, nó có một cái đoạn take pre là close result. Thì cái close result này nó chính là cái biến mà chúng ta tạo ra ở đây này. Đó. Nếu trong trường hợp chúng ta muốn hiển thị cái đấy hoặc muốn lock nó lại thì chúng ta mới cần. Còn nếu không thì xóa mẹ nó đi. Đây, xóa đi. Đến cái đoạn này cũng xóa đi luôn. Được chưa? Đoạn này cũng xóa đi luôn. Đó. Thì chúng ta cũng, nếu trong trường hợp chúng ta không cần thiết phải có cái reason gì cả, chúng ta xóa bé nó đi. Được chưa? Còn ở đây chúng ta có, nếu mà trong trường hợp bấm cái nút nào đấy thì nó sẽ gọi đến cái sự kiện open này. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy. Đây. Đây chúng ta có cái button btn btlng button outline primary click thì gọi đến cái open cái content. Tôi cũng chẳng biết cái content là cái deck gì, để xem có content nào, chẳng có content deck nào. Đây làm gì có content gì đâu, chẳng hiểu cái content nó đào đâu ra. Do đó là chúng ta hoàn toàn có thể là xem cái hàm open này nó có những cái gì. Content any này, option này. Content này mở ra với cái lý do gì đó. Option, model basic title. Thì cái này chúng ta tí nó phải đọc các cái thôi. Để tài liệu xem nào. Component content. Model with option.
Bash. Đây. Click OpenLG. OpenLG thì trong này nó sẽ có là nhìn cái hàm OpenLG đây. Content có tiếp tục tính size bằng LG. Đó. Đây là các cái option của nó thôi. Trong này chúng ta có rất nhiều các option, ví dụ như đây chúng ta để giống như nó họ là size này. XL thì cho nó to. Content này chúng ta truyền vào cũng được, chẳng truyền vào cũng được. Tiếp theo là cái phần result. Đây, model service open content này. Thế thôi, chúng ta không cần cái đoạn đằng dưới này, không cần reason gì cả. Dừng lại đây. Còn dismiss tức là đóng nó vào đấy. Đóng nó vào. Đi private dismiss này để tôi xem là đóng nó vào như thế nào. Model close save click. Model là cái gì? Model này chắc là cái biến nó tự tạo của thằng này rồi. Chúng ta cũng không cần dùng những cái hàm này. Rồi, ok, chúng ta thử đấy nhá. Xem nó có chạy có bị lỗi gì không? Đây, hiện tại đang không có lỗi lầm gì. Bật này. Save này. Bật này. Tắt này. Đấy, thì chúng ta không cần thiết phải sử thêm nhiều quá nhiều thêm bất kỳ cái gì cả. Chúng ta chỉ có mỗi cái hàm là open này thôi. Chúng ta có cái model service open. This model service open. Thế thôi, hết phim. Được chưa? Còn lại thì bây giờ nếu tôi thử nha, tôi thử một cái. Đó là tôi sẽ tiến hành là bấm vào một cái tên. Bấm một cái tên ở đây. Đây cái hotel name này. Nó sẽ bật ra cái thông tin về cái thông tin của cái khách sạn này. Đúng không ạ? Thử cái nhá. Thì chúng ta sẽ có gì ở đây? Trong này chúng ta sẽ có là sự kiện là on click. À quên nhầm. Click không? Click. À. Open model. Dạ, chúng ta cũng truyền content vào đây. Content này thì chúng ta sẽ truyền vào đây là hotel.id. Dạ. Rồi, bây giờ trong này chúng ta sẽ có là tạo ra một cái hàm mới là open model và nhận vào đây là hotel.id. Chúng ta sẽ tiến hành là console log ra cái hotel.id. Là this.modelService.open ra cái hotel ID và với cái object truyền vào size bằng XL. Đó, thử cái. Đây. Một này. Ô sao xấu vậy? Đây nó cũng truyền một rồi này. Vậy thì content này là cái gì nhỉ? Không hiểu cái content này là cái gì luôn. Open content. Đây cứ truyền đây thằng content này rồi. Tôi sẽ copy cái này. Rồi, thử cái. Thấy không? Vừa lấy được số 1, vừa lấy được cái content. Thế là chúng ta đã có cái thông tin của thằng Hotel ID này. Bây giờ tôi sẽ lấy ra cái Hotel ID đó và hiển thị ra thông tin của nó ở trên cái model kia. Dạ, thì tôi sẽ làm nào. Đầu tiên, ở trong cái thông nội dung của model này. Dạ, thì tôi sẽ đây là thông tin. Thông tin khách sạn. Được chưa? Thông tin khách sạn. Sau đấy là nội dung thì nó sẽ ở đây. Tôi không có form này.
Nếu thích form thì các bạn tự tạo form nhé. Tôi sẽ chỉ làm đơn giản thôi. H2 thì là tên khách sạn. Thì chúng ta có là hotel detail chấm name. Hotel detail chấm name này. Chúng ta chưa có biến hotel detail này đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải tạo ra một cái biến là hotel hotel chấm hotel detail. Trong này nó bằng một cái object thì nó có name id này, id null, name null, logo null, address cũng null luôn. Dạ, null hết. Và ở đây lấy ra name này, xong rồi có cái h3 ở bên cái ảnh nhỉ. Đây img src bằng với lại hotel detail chấm logo width bằng 300 class img cách img trừ response. Tiếp theo là địa chỉ H3 hotel detail.address. Đó, đơn giản thế thôi. Còn ở trong này thì khi mà chúng ta đã lấy được cái hotel ID rồi thì chúng ta sẽ lấy cái thông tin của cái hotel this.hotel detail bằng this.hotelsc.filter với cái item mà return nếu mà cái item.id nó bằng với lại cái hotel ID truyền đạt. Yeah. Type any ID is missing following. Đây là mạng any. Cái hàm filter này nó trả về cái gì nhỉ? Nó trả về những thằng filter trả về mạng. Không thuộc ở đúng là trả về mạng. Trả về mạng. Có cái hàm gì mà nó trả ra một object ấy nhỉ? Quên nào. Tôi nhớ là có một cái hàm nào đấy nó trả, thôi được rồi, tôi sẽ có như sau. Zip hotel.map item này. Đây là if. Nếu này thì this.hotel detail bằng với lại item. Rồi, thử cái. Đây. Đây. Đúng chưa? Đây. Đúng chưa? Thì đấy là bật và tắt model đi. Với cái mong muốn chúng ta làm cái gì. Đúng chưa? Ở cái đoạn này hoàn toàn chúng ta cũng có thể là lấy được cái thông tin từ trên mock API bằng cách là gọi đến service để truyền lên, và tất nhiên ở trong này chúng ta phải dùng đến promise thì mới đồng bộ được. Dạ, nhưng mà nó không có đồng bộ nó không sao lắm. Chờ nó xong thì chúng ta sẽ tắt cái chúng ta sẽ bật cái loading lên và sau đấy chúng ta tắt đi. Thì đây là cái ng model. Cái model ở trong cái ng bootstrap. Còn nhiều cái nữa chúng ta có thể dùng được trong này. Ví dụ như các cái ví dụ về popover như này. Thấy không? Popover. Chúng ta hoàn toàn có thể là tự làm cho mình những cái thông số. Đây, này là tab set.
nó gọi là tab set. Đó. Cái tooltip. Tooltip là hover vào nó hiển thị ra. Đó. Hay là rating. Rating nó như này. Đây, nó có khóa, nó có khóa và nó có sửa. Dạ. Đấy, dành cho rating, các bạn hoàn toàn có thể là tự chủ động sử dụng những cái gì mình mong muốn. Được chưa? Như Đạo đang dùng Bootstrap mà dùng jQuery thì có thể chuyển sang dùng thử thằng này nhá. Được chưa? Cho em thử. Rồi, còn các bạn thì đẩy bài của mình lên trên đỉnh nhỉ? Firebase. Sau đó là cập nhật lại cái đường link ở trong cái bài assignment của các bạn sang thành đường dẫn của Firebase. Tôi sẽ chấm lại bài của các bạn trên đấy nhá. Vâng. Có ai bị lỗi nữa không? Trong quá trình làm có ai bị lỗi tôi sẽ đẩy code lên trước đã. Giờ code này đẩy đến đâu? Remote đi. Smart hit. Đấy mình không có smart hit đâu. Chờ tôi chút nha, để tôi tìm cách tôi đẩy cái project này lên. Để Firebase ném link bọn em mà được mà thầy. Link làm sao không ném, nó không nhìn được code. Đây nha, nhìn Firebase đây này. Firebase giờ code nó nén hết vào rồi, làm sao các em nhìn được? Sượt này, đây, đọc hộ tôi cả. Đây đây, đọc đi. Đóng gói hết rồi mà. Không đọc được mới gọi là tài. Để in như stack và list lại hay. Stack và list thì nó xem được sượt code. Còn bây giờ tôi phải tìm cách tôi đẩy cái project của chúng ta lên GitHub. Chờ tôi một tí. Như ngày xưa mình gầy nhé. PT14303. Sao thầy không để tóc nữa thầy? Để thì đi hao được. Ông chôn rồi. Anh thầy béo lên tóc nó ít đi đấy thầy ạ. Thầy mới gầy tóc lại dài ra đấy. Vớ vẩn. Mic này đi. Bớt project. À thầy, trước thầy nghịch WordPress chưa? Thầy biết cách thay đổi cái giao diện của cái trang admin của WordPress không? Không, tôi có nghịch WordPress đâu. Tôi ghét WordPress của mẹ. Thầy, tôi ghét WordPress cực. Sao thầy? Em thấy nó hay phết mà. Thì ai bảo nó không hay đâu, nó quá hay chứ. Nhưng mà quan trọng là cái cá tính của mỗi người. Tôi không thích. Thì ông làm gì tôi?
ngồi cốt một tháng chứ chắc không. Nào cái này rồi lắm mà mất 3-4 ngày. Nhanh mà. Trước tôi từng làm cái trang WordPress cho một ông chính trị gia đích gì ở bên Hàn ấy. Nhưng mà mình làm xong mình thấy nó cứ thế đéo nào, mình không thích lắm. Cứ cảm nhận cá nhân đó. Mình cảm thấy không thích chứ không phải là nó không hay. Nó hay chứ. Nhưng mà cái đấy ví dụ như em làm với mục đích bán kiếm tiền như bây giờ chẳng hạn. Thì tức là những cái trang mà có lượng traffic vừa vừa thôi thì ok. Thế còn nếu như sau này mà kiểu dạng như là em mà dạng như nào nhỉ? Muốn làm những website mà tự tùy biến tốt là một, và cái thứ hai nữa là em control toàn bộ những cái tính năng đặc biệt của nó ấy. Thì WordPress cũng được. Đấy. Thì cái này chỉ làm được mỗi cái blog mới bán hàng thôi mà. Ôi nhầm, nó làm được nhiều thứ lắm ấy. Nó đủ các thể loại luôn. Nhưng mà do nó bị giới hạn bởi vì cái thiết kế và cái kiến trúc của nó là nó cái performance của nó không được tốt lắm. Chứ còn nói về SEO thì nó đứng đầu mẹ luôn. SEO cực kỳ tốt. Nhưng mà thấy hôm đó em up cái web em lên VSB xong em chọn domain rồi mà. Sao em tìm trên Google không thấy nhỉ? VPS đây. Vâng, VPS đây. Sao mà đã thấy được? Mày đã đăng ký Google Analytics chưa? Phải đăng ký cả đấy nữa thầy. Ờ. Em biết rồi. Nó lên ở đâu ra mà tự nhiên, làm gì có cái gì tự nhiên. Thế quái rồi, em search mãi không ra. Còn lâu, phải đăng ký đấy, phải làm SEO, làm SEO nó là cả một cái quá trình, ông phải học chứ đâu phải là bục phát ông làm được. Nếu mà thằng nào cũng làm được cũng chết. Bảo sao up lên, tìm lỗi cả mắt không thấy đâu. Được đâu. Em cứ tưởng là up lên là Google nó tự động update. Bố cứt, không phải khai báo cho nó chứ. Như ngày xưa những cái ngày đầu ấy thì đúng là thế thật, Google nó tự ý nó quét, nhưng mà bây giờ mẹ công còn phải trả tiền cho Google để lên top tìm kiếm, tội gì nó phải làm cái việc đấy cho công. Khôn như ông mẹ quê tôi nó xích đầy. Đấy, coi GitHub lên rồi nhá. Còn nội dung kiến thức của chúng ta thì cũng gần như là hết rồi. Thì các buổi tới chúng ta tập trung vào hoàn thiện cái bài, tôi thì chấm bài. Sau đấy là sẽ có một vài cái buổi cho chúng ta hỏi đáp thử để chuẩn bị cho đợt thi cuối này thôi. Là xong. Đa ngôn ngữ thầy ơi. Không, đa ngôn ngữ là công phải nghiên cứu để lấy điểm, chứ có phải là tôi muốn tôi dạy cho công đâu. Cái đấy làm gì có trong chương trình. Chấm điểm nãy thầy ơi. Rồi yên tâm. Sẽ chấm, không phải bây giờ, không phải hôm nay. Đông cứ bôi thêm tính năng ra nhá, bôi càng nhiều tính năng càng được nhiều điểm.